Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp nhận 1.000 tốc cần có cái hiệu là Bmoney, còn này có 5 đô. Đầu tiên các bạn bấm vào Continue nha các bạn. Các bạn bấm vào Continue rồi các bạn nhập số captcha vào, rồi nó hiện ra một cái giao diện là nó kêu các bạn follow hai kênh Tether, join hai kênh Telegram và follow Tether, rồi các bạn điền lại username Tether. Nó hỏi gì thông tin gì các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance sẽ nhận được 1.000 token có cái hiệu là Bmoney token. Rồi các bạn liên kết chia sẻ bạn bè và mỗi lượt ghép sẽ nhận được 200 token Bmoney. Vậy video kết thúc. Làm kèo này dễ là cắt là dễ làm các bạn. Tại vì mình làm biến làm video dài quá.